Vê-ra-ma-ni-si-kha-p-lân-sa-ma-di-yá-mi. Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa si trôm khóc ca mê su mi cha cha ra vê ra ma ni si kha p lân sa ma di yá mi Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa tà hạnh mu sa wa da Vê ra ma ni si kha p lân sa ma di yá mi Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối Sura me ra ya ma cha pa ma ta tha na Vê ra ma ni si kha p lân sa ma di yá mi Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumicha Chara Vê-ra-ma-ni sikha padang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm Musawada Vê-ra-ma-ni sikha padang samadhiyami Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura-me-ra-yama-cha-pa-ma-da-tha-na Vê-ra-ma-ni sikha padang samadhiyami Con xin giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dữ uống rượu và các chất say. Ipmani pancha sikha padhani sadukang katoa ngapamadena nityakalang samarakhitabang Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải đáng nguyện thi hành theo chư được trong sạch đừng có dễ vui. À, ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tín dân tị sì lê na phu ca sâm bác đa nhân sì lê na ni phu tín dân tị ta sư mang sì lăng quỷ số tha dê cho chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập nước bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ ta thú xa thú lành thay và con xin sám hối trước tam bảo Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varu tamang Bhutte yo khalito do so bhutto khamatu tang mamang Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang varang Thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ. Hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang Sang khe yo khalito do so sang khô khamatu tang mamang Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ. Hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thấm Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa buddha innupavena sada suti bhavantu te bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa dhamma innupavena sada suti bhavantu te bhavatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa sangha innupavena sada suti Pháp văn tụ tên tất cả hành phúc hằng có đến người cầu xin chư tiên hộ trì đến người do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người so thân lạc thô su bị tổ nô hộ vô thất sa sa ne a rô vô su bị tổ hồi sa sa bê nha thiết vi sa thân lạc tham Chư Kita Vruna Bhutasa Chane Aroga Chư Kita Hoi Sa Chappe Nha Thích Vy Tê Atalatha Chư Kita Vruna Bhutasa Chane Aroga Chư Kita Ho Tha Sa Chappe Nha Thích Phiên Cầu Xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái Sitiya Chanagatha. Xin tham an tu xin tham an tu xin tham an tùy năng phá lăng e ta smin ta ta na ta ya smin sam ba sa da na de ta so cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kamang kata pang kiri yang mamaka yena wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye chasata asanino katang punya palang mai hang sape fagi fawan tute ye tang katang suvidi tang dinang punya palang Maya ye chata thana cha nanti dewa gantwa niveda yung Sape lokam hiye sata jiwanta harahe tuka Manunyang po chanang sape lafantu mamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đăng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đăng vô ta mê pu nhàn à sa hoa kha yô hoa hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tâm sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima ya anudisa ya satta avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
sáp về đa khi na ya đi sa ya sát ta a về ra su khi hồn tu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sáp về đa khi na ya anu đi sa ya sát ta a về ra su khi hồn tu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sáp về Pachima Yadisa Yasata Avera Sukhi Hoan Túc. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sáp về Pachima Yadisa Yasata Avera Sukhi Hoan Túc. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta chani dukha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe vipadino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Hẹn năm mô Bụt tháng. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quý giới, con xin hồi hướng đến chư thiên, ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầya. Bây giờ là 4:28 sáng giờ Việt Nam. Vẫn còn 2 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Không biết là sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có thì cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư. Con kính nhường mic cho sư. Nam mô Bụt Thầya. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Xin lễ chư tôn thượng đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2022, đầu năm mới, và ngày 29 âm lịch của năm cũ. Nhưng mà còn một tháng nữa mới tới Tết. Thì
Việt Nam thì chú trọng về cái Tết âm lịch, còn đối với nước ngoài thì chú trọng về cái Tết dương lịch, tức là quý vị ở nước ngoài hôm nay là tưng bừng đón Tết nè. Khi hôm thì người ta cũng đón giao thừa ở Việt Nam, cũng pháo hoa, cũng nổ y xèo, làm coi như cũng hơi mất ngủ, quý vị thông cảm nè. Nhưng mà năm mới thì cũng chúc quý vị, nhất là những vị ở nước ngoài, một năm mới có nhiều sức khỏe, có một sự tinh tấn trong sự tu tập để đạt được sự an vui của nội tâm, đó là điều quan trọng. Còn những vị ở Việt Nam thì từ từ, một tháng nữa mới tới Tết, để cho quý vị ở nước ngoài ăn Tết trước đi, rồi mình từ từ mình thưởng thức sau. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 97. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo Ratanatayasa Wanda Mi Uttho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sopakaru Hichet Thakko Lo Kasasathai Chanadam Mokko Vido Wanda Mahantang Narapu. Cái này rất cần. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não có chăng, tôi thân vô chủ, trí năng vô lượng, tư để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yết ta sa sát thu nô lô ca nó mạnh thá sa huy nà ca rô cô sắp và nhu bút thấp bất tí phù tí sanh nhá tù quần đà má hành tầng đá ra phù. Trên này giác tâm, pháp bảo với như anh vạn, như lai soi sáng, vẹt màn vô minh, phá tan, lòng đặt dùng sinh, đề dân Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang, đảng cho công chung, nhân gian, chính dược. Sân khô quý sư thù chú gác tác sát xa quát cô sát khờ chú ca mô quát lá thầm và sát khá cô niền đà và sân xa đi hà nà đá rù quá rù quanh đà má hành tầng đá rá phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa hiệp pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta ta na thi tê chê na sê kha mê ê tu quá tha năng ta sa phi a nu pa quê na sa sa dê na sê chạy tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ quý vị nhìn vào bài học ngày hôm nay ha. Asatto akatanyu cha. Asatto akatanyu cha. Asatto akatanyu cha. Câu số 2. Sanh thích chê đô chá vô ná rô. Sanh thích chê đô chá vô ná rô. Sanh thích chê đô chá vô ná rô. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Asatto akatanyo cha santhicche do cha yo naro. Asatto akatanyo cha santhicche do cha yo naro. Asatto akatanyo cha santhicche do cha yo naro. Bây giờ câu 3 và câu 4.
hatha waka so wanta so hatha waka so wanta so hatha waka so wanta so. Và câu cuối, sao về Uttama Bodhiso, sao về Uttama Bodhiso, sao về Uttama Bodhiso. Rồi ôn lại câu 3, câu 4. Hatha waka so wanta so sao về Uttama Bodhiso, hatha waka ca so văn ta so sa huệ út tâm bồ đề so ha ta wa ca so văn ta so sa huệ út tâm bồ đề so. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 97. Mến chào, xin niệm từ vừa đến với đạo tràng. Asato akakanyu kachan thikke do chayo naro hata waka so wanta so sawe uttama poriso. Mà nó hơi nhảy, quý vị thông cảm ha. Asato akatanyo chasan thikye do chayo naro hata waka so wanta so sawe uttama poriso. Asato, xin nhật đưa tay, có chuyện gì không? À, chắc có vấn đề hả? Rồi, thông quan để đọc xong rồi cái sẽ có ý kiến ha. Asato akatanyu chasan thikye do chayo bo hau hata waka so wanta so sawe uttama poriso. À, câu này có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ nhất chúng ta chia ra làm hai, dừng lại cuối câu số 2 bởi vì nó là trường âm. Asato akatanyu chasan thikye do chayo naro hata waka so wanta so sawe uttama poriso. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai, Asato akatanyu chasan thikye do chayo naro hata waka so wanta so sawe uttama poriso. Đó là cái đọc thứ hai ha. À, trường âm đoạn âm có hai cách đọc ha. Rồi bây giờ qua giọng kệ một câu 8 từ thì rất dễ. Một lần chúng ta đọc hai câu ha. Asantho a ca tan yu cha san thi che do cha yu na ro hata waka so wanta so sa we uta ma po ri so asatu a ka tan yu chang san thi ke do cha yu na ro hata waka so ta so sa we uta ma po ri so asan thu cha a kang tan yu cha san thi che do cha yu na ro hata waka so wanta so sa we uta ma po ri so. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Rồi xin mời quý vị, xin mời chị Meta, chị Kim, chị Cộng Mai, chị Nhật Quỳnh à. Nam
mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thiện Vũ, cô Mai cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 97. Asat thô akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa we uttama bo ri so. Dạ con xin phân tích. Asat là hai trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á ca hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, chá đoạn âm, san thích là hai trường âm nhấn, chê đô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường, ná đoạn âm, rô trường âm thông thường, át sát thô á ca tanh nhu chá san thích chê đô chá vô ná rô. Con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Há đoạn âm ta trường âm thông thường, quá đoạn âm ca sô hai trường âm thông thường, quanh trường âm nhấn, ta sô hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, út trường âm nhấn, tá má hai đoạn âm, bô trường âm thông thường, rí đoạn âm, sô trường âm thông thường, ha ta quá ca sô quanh ta sô xá quê út ta ma bồ ri sô át sát thô át ca tành nhu cha sanh thích chê đô cha vô na rô ha ta quá ca sô quanh ta sô cha xá quê út ta ma bồ ri sô át sát thô a ca tành nhu cha sanh thích chê đô cha vô na rô ha ta wa ca so wan ta so sa we uttama bo ri so. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A sa tho a ca tan nhu cha san thích chê đô vô na rô ha ta wa ca so wan ta so sa we ut ta ma bo ri so. Dạ con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh cho. Và con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một người, hai người nghe rõ. Hai người đó hả? Ba người. Vậy ba người vậy đủ rồi. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu là nghe âm thanh rõ. Bốn người, vậy nghe rõ rồi, quá tốt rồi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 97. Con xin bắt đầu à. Át sắc thô át khá tành nhu chá sanh thích chê đồ chá vô ná rô hát tòa hát tà hát ha ta wa kha so wan ta so sa we uttama bo ri so ak sak tho ak tan yo cha san thich che do cha yo na ro ha ta wa kha so wan ta so sa we uttama bo ri so. Trời ơi, đi chợ về mệt quá, mắt mờ. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á sát hai trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường,
Chá Đỏ Âm, câu số 2. Sanh thích, hai trường âm ngắn. Chê Đô, hai trường âm thông thường. Chá Đỏ Âm, vô trường âm thông thường. Ná Đỏ Âm, rô trường âm thông thường. Không biết thì sao, không biết cái bằng chứng nó ngứa gì đó. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Asakto akatanyu cha san thích chê đồ cha vô na rô ha ta quắc ha so quanh ta so sa huệ út sa ma phô lý so. Asakto akatanyu cha san thích chê đồ cha vô na rô ha ta quắc ha so quanh ta so sa huệ út sa ma phô lý so. Phân tích câu số 3. Há đoạn âm ta trường âm thông thường, quá đoạn âm kha so hai trường âm thông thường, quanh trường âm ngắn ta so hai trường âm thông thường. Câu cúng cùi, hai câu cuối cùng. Xá đoạn âm quê trường âm thông thường, út trường âm ngắn, tá má hai đoạn âm, bồ trường âm thông thường, lý đoạn âm so trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ha ta quát kha so quanh ta so sa huệ út ta ma po ri so. Át sắc thô át kha tanh nhu cha sanh thích kề đồ cha vô na rô. Ha ta quát kha so quanh ta so sa huệ út ta ma po ri so. Át sa thô át kha tanh nhu cha sanh thích kề đồ cha vô na rô. Hà ta wa cha so wan ta so sa we ok ta ma po li so. Ak sak tho a ka tan yu cha san thit che do cha yo na go. Hà ta wa cha so wan ta so sa we ok ta ma po li so. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tặng xả ly, vị ấy thật tối thượng. À, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Pháp Cú số 97. À, sư, con thấy sư chắc không có cho ai bông hoa hết, chắc sư đang bị nghỉ mệt rồi đó, sư đang uống uống trà, uống sữa gì đó. Sư con có gì sai, có nhưng có nghĩ vậy sư nói cho con biết nghe sư. Quý vị à, quý vị thấy có tôi sai cái gì không, quý vị cho biết nha. Có hai người cho bông hoa vỗ tay vỗ chân, cảm ơn nha, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân nha. Dạ mời quý vị kế tiếp nha, cảm ơn. Dạ con thanh lễ Ban Hoa Tam Bảo, con kính thanh lễ sư Trí Đức, kính thanh lễ với chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Lát Nhật Quỳnh Thiện Ngũ đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 17. Asatho akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa huê út ta ma po vi so. Asatho akatanyu cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa huê út ta ma po vi so. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sát hai trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, chá đoạn âm, san thích hai trường âm nhấn, chê đô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường, ná đoạn âm, vô trường âm thường, ác sát thô ác cá tanh nhu ác san thích chê đô cha vô na rô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Há đoạn âm, ta trường âm thông thường, quá đoạn âm, ca, sô hai trường âm thông thường, quan trường âm nhấn, ta, sô hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, út trường âm nhấn, tá, má hai đoạn âm, cô trường âm thông thường, rí đoạn âm, trường âm thường. Ha ta xin sám hối.
Hatta waka so wanta so sawe uttama poviso. Để con xin đọc lại số câu 97. Asatto akatanyu jasam tiche do chayo naro hatta waka so wanta so sawe uttama poviso. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận đã ly, vì ấy thập tối thượng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhân. Dạ con xin đọc kệ. A ta tho a ca tanh nhu cha sam thịnh chê đô cha yô na rô a ta wa ca so an ta so sa we ut ta ma po vi so Asattho akatanyu cha santhin che do cha yo na ro hata waka so anta so sa we utta ma po iso. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, cái gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Xin cảm ơn đạo tràng, xin mời thiện hữu. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sức Hồng Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Mạch Ta, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con xin phép Ngài hôm nay cho phép con ôn bài trước, trả bài trước ạ. Để con đã nhờ Như Quang. Ồ, Hồng Mai cũng rời rung hả? Dạ, con đã nhờ Như Quang vào cứu con rồi, nên con xin phép được trả bài trước. Asattho akatanyu cha san thiệt chệ đô cha vô na rô ha ta quá cả sô vành ta sô sát quê út ta ma bồ đi sô. Asattho akatanyu cha san thiệt chệ đô cha vô na rô ha ta quá cả sô vành ta sô sát quê út ta ma bồ đi sô. Dạ con xin phân tích bốn câu một lần luôn ạ. Át trường âm nhấn, sát trường âm nhấn, sô trường âm thông thường, á cá. Hai đoạn âm tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, chá đoạn âm. Sanh trường âm nhấn, thích trường âm nhấn, chê đô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm vô trường âm thông thường, ná đoạn âm rô trường âm thông thường. Há đoạn âm, ta trường âm thông thường, quá đoạn âm, ca sơ hai trường âm thông thường, quanh trường âm nhấn, ta sơ hai trường âm thông thường. Xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, út trường âm nhấn, tá má hai đoạn âm, bơ trường âm thông thường, rí đoạn âm, sơ trường âm thông thường. Asattho akatanyu cha san thiệt chệ đô cha vô na rô hatta wa ca sơ quanh ta sơ sa quê út ta ma bồ đi sô. Asattho akatanyu cha san thiệt chệ đô cha vô na rô hatta wa ca sơ quanh ta sơ sa quê út ta ma bồ đi sô. Không tin, không hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cung kính Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa ạ. Con xin được kệ. Asattho akatanyu cha san thiệt chê đô cha vô na rô hà ta wa ca
sô văn ta sô xã quê út ta mà bô đi sô a sát thô a ca thanh nhô cha sanh thích chê đô cha vô na rô a ta qua ca sô văn ta sô xã quê út ta mà bô đi sô. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh mời Thiện Vũ, mời Quỳnh Đạo Quỳnh, mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay lên đặng trả bài ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh tặng những cành hoa tươi đẹp nhất cho vị nào đưa bàn tay sau nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép mái và con xin phép ngài, con không có trước mái, và một chút con cũng xin phép được rời rừng sớm ạ. Dạ, bây giờ mời Thiện Vũ ngăn. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 97. Át sát thô á ca tanh nhu cha sanh thích chê đô cha yô na rô ha ta qua ca so quan ta so sa quê út ta ma po pri so. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Át sát hai trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á cá hai đoạn âm, tanh trường âm nhấn, nhu trường âm thông thường, chá đoạn âm, sanh thích hai trường âm nhấn, chê đô hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường, ná đoạn âm, rô trường âm thông thường. Áp sát thô a ca tanh nhu cha sanh thích chê đô cha vô ná rô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Há đoạn âm, ta trường âm thông thường, quá đoạn âm, ca sô hai trường âm thông thường, quan trường âm nhấn, ta sô hai trường âm thông thường, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, út trường âm nhấn, tá má hai đoạn âm, pô trường âm thông thường, rí đoạn âm, sô trường âm thông thường. Ha ta wa ka so wan ta so sa we ut ta ma po pri so. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 97. At sat tho akatanh nyu cha sanh thích che o cha yo na ro. Ha ta wa ka so wan ta so sa we ut ta ma po pri so. At sát thô a ha ca tanh nhu cha sanh thích chế đô cha dô nè rô ha ha ta wa ca ha so wan ta so sa we ut ta ha ma po ho ri so. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, chúng ta xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn cô Mít Ta cho biết tín hiệu. Xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, xin đảnh lễ sư trí đức. Kính chào quý bà quý cô, kính chào quý vị hình trưởng trong đầu ra. Hôm nay tạo thật ngày dương lành, chúng tôi được vào rơm lâu lắm như vô. Bài pháp cú câu 97. Ách sách thô á cá tanh nhu chá sanh chê đô chá yô ná rô
sách thô ác cát tành nhu chát thành thích chê đồ chá dô ná rô hát ta quắc ca sô quánh ta sô xá huệ út tam ma bồ rí sô. Không tin người không tu vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và chúng tôi cũng xin mạn phép xin được kể. Ác sát thô a ca tan yu cha san thích chê đô cha yu na ru ác sát thô a ca tan yu cha san thích chê đô cha yu na ru hata wa ca so văn bồ sa huê út ta ma pô ri sô. Dạ, chúng tôi đã đọc và kể xong. Thì hôm nay cũng đầu năm, 2022. Người Việt mình có hai cái lễ, hai cái Tết, Tết Ta và Tết Tây. Thì hôm nay là ngày đầu năm đầu tháng, xin kính chúc sư và mọi người trong đạo tràng mình sức khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự như ý và ý như vạn sự. Dạ, sa thú quý vị. Dạ. Xin nhường đích lại cho xích nhiệm tư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ. Cảm ơn Vinh Đạo Huynh. Dạ, con cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu số 97. Dạ, cảm ơn Sis Như Quang đã cho bài học, đưa bài học lên ạ. Dạ, cảm ơn Sis Quang Thanh. Asato akatanyu chasan chikche do chayo naro hata waka so wanta so sawe utama po riso. Asato akatanyu chasan dikche do chayo naro hata waka so wanta so sawe utama po riso. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Asato akatanyu chasan chikche do chayo naro. Dạ, asas là hai trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á cá là hai đoạn âm, chan là trường âm nhấn, nhu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Dạ, câu số 2, san là trường âm nhấn, thích là trường âm nhấn, chê đô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Asato akatanyu chasan thích chê đô chá vô ná rô. Và câu số 3 và câu số 4, há là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ca sô là hai trường âm thông thường, quanh là trường âm, quanh là trường âm nhấn, ta sô là hai trường âm thông thường. Và câu số 4, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, bô là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Ha ta wa ka so wan ta so sa we út ta ma bô rí sô. Asato akatanyu chasan thikche do chayo naro ta waka so wan ta so sawe uttamas boriso. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly,
vì ấy thật tối thượng. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Con xin kệ. Asantu a katan nyu cha san chin che do cha yo na ro ha ta wa ka su wan ta su sa we uta ma bo ri so Asantho akatan nyu cha san chik che do cha yo na ro hata wa ka so wan ta so sa we ut ta ma bo ri so. Dạ, con đảm đọc và kệ phân tích xong, con có sai mong ngài và đạo tràng giúp chỉnh sửa giùm con. Và cũng như đây, hôm nay là ngày cuối năm, và con cũng kính chúc quý sư sức khỏe, kinh an và tâm luôn an lạc. Và con cũng kính chúc quý cô với đạo trong đạo tràng tất cả đều được an lành trong chánh pháp nhiệm màu của ngài chư Phật, và luôn luôn có một sức khỏe tốt và để sống được tốt đẹp trong những ngày đều sắp tới. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hà. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú 97 ngày hôm nay. Asato akatan nyu chasan thicche do chayo naro hata waka so wanta so sawe uttamabo riso Asato akatan nyu chasan thicche chê đô cha dô na rô há ta quá ca sô quanh ta sô sa quê út ta ma bồ ri sô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. As, sát là hai trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á, cá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xanh, thích là hai trường âm nhấn, chê, đô là hai trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Át sát thô át khá tành nhu chá sanh thích chê đô chá vô ná rô. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Há tà quá ca sô hoành tà sô sá quê út Tamaboriso. Há là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ca, so là hai trường âm thông thường, quanh là trường âm nhấn, ta, so là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, tá, má là hai đoạn âm, bô là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, so là trường âm thông thường. Ha ta quá ca so wan ta so sa quê út ta ma bồ rí so. Dạ, con xin đọc lại ạ. Át sát thô á ca tần nhu cha san thiết chê đô cha vô na rô ha ta quá ca so wan ta so sa quê út ta ma bồ rí so. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Asato akatanyu cha san thi che do cha yo na ro hata wa ka so wan ta so sa khue utta ma bo ri so
Asatu akatanyu cha santhik chedo cha yo naro. Hatawaka so wanta so sa we utama bori so. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhiều sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin mời Sistina. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chính Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 97. Asat thù akatan như cha san thin che do cha yo naro hatta waka so wanta so sawe untama puriso asat thù akatan như cha san thin che do cha yo naro hatta waka so wanta so sawe untama puriso. Con xin phân tích câu 1 và 2. Asat thô akatan như cha san thích chê đô cha yô na rô. Asat hai trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, á đoạn âm, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, như trường âm thông thường, chá đoạn âm, san thích hai trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, đô trường âm thông thường, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường, ná đoạn âm, rô trường âm thông thường. Asat thô akatan như cha san thít chê đô cha yô ná rô. Câu 3 và 4. Hatta waka so wan ta so sa we uttama puriso. Há đoạn âm ta trường âm thông thường, quá đoạn âm ca so hai trường âm thông thường, quanh trường âm nhấn ta xô hai trường âm thông thường, xá đoạn âm quê trường âm thông thường, út trường âm nhấn, tá má hai đoạn âm, hô trường âm thông thường, rí trường âm thông thường, trực rí đoạn âm, xô trường âm thông thường. Hatta waka so wanta so sawe uttama puriso. Asat thô akatan như cha san thích chê đô cha yô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa we uttama po ri so. Không tin hiệu vô vi, người các mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. An san thô ca tánh như cha san thinh chế đô cha yô na rô ha ta wa ca so wan ta so sa we un ta ma po ri so. An san thô ca tánh như cha san thinh chế đô cha yô na rô ha ta wa ca so wan ta so sa ve un ta ma pu ri su. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 97. Cảm ơn cô Như Quang đã bắt bài. Át sát thù á cành á tành. Con xin thả mối, con đọc lại. Át sát thù á cá tành nhu cha sàn thích chê đô cha rô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa quê út ta ma bồ ri so. Át sa sát thô a ca tành nhu cha san thích chê đô cha rô na rô ha ta wa ka so wan ta so sa quê út
Gautama Buddha. Con xin phân tích bài bài luôn. Át là trường âm nhấn, sát, át sát là hai trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, á tá là hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, nhu chả đoạn âm, san thích là hai trường âm nhấn, chê đô là hai trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô là vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, há là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ca là trường âm thông, ca sô là hai trường âm thông thường, quan là trường âm nhấn, ta sô là hai trường âm thông thường, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, út là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, bô là trường âm thông thường, rí là đoạn âm, sô là trường âm thông thường. Là con xin phép đọc lại toàn bài. Át sát thô a ca tành nhu cha san thích chê đô cha rô na rô ha ta ha ta hoa ca sô quan ta sô sa quê út ta ma bồ ri sô. Không tìm, không hiểu vô vi, cắt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Đấy là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cả. An sát thô ca cả tánh nhu cha sẵn thích chê đô cha rô na rô hà ta qua ca ô quan ta sô xa quê út ta mà bồ rí sô át sát thô ca a tánh nhu cha sàn thích chê đô cha rô na rô hà ta qua ca sô quán ta sô xa quê út ta mà bồ rí sô. Dạ con đã đọc xong phân tích xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123123. Sao sư Văn Thành à? Đọc xong rồi, đạo tràng nghe được không ạ? Sư Văn Thành tiến bộ. Sa tu sư Văn Thành. Rồi, huynh quang lâu quá. Để ta đọc huynh quang. Chiếc hành kiếm này của nè, cô tu nữ Phúc Hạnh nè. Rồi, có vị nào đọc nó không? Alo hay là chuẩn bị ăn Tết? Rồi, bận rộn quá ha. Có vị nào đọc nó không? Alo, 123123. Rồi, im ru vậy. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng đi, từ ngữ đọc được hiểu ý nghĩa nó như thế nào ha. Dạ, xin nhiều quỳnh chuẩn bị tinh thần chưa hay là xin nhiều quang số Phật ngôn 97
Asattho akatanyu cha. Asattho akatanyu cha. Vì vậy rồi, bây giờ chữ Asattho có ý nghĩa thế nào đây? Asattho do cái từ Asattha A ở trước có nghĩa là không, mà Sattha đây là một danh từ nữ tính. Akaranta ithi linga Sattha có nghĩa là niềm tin, đức tin ha. Mà ở đây Asattho có nghĩa là không có niềm tin ha, không có niềm tin. Asattho là không có niềm tin thì người ta gọi là tà tính, là tà tính, tin một cách bậy bạ đó là tà tính. Asattho và Akatanyu từ thứ hai. Akatanyu chúng ta thấy A ở phía trước có nghĩa là không, rồi Kata ở đây chữ Kata đây là một cái dạng quá khứ phân từ của động từ Karoti. Kata có nghĩa là đã được làm. Rồi tiếp theo nữa là chanati là biết, căn ngữ nha. Và đây được ráp lại akatanyu, đây là một nhóm từ nam tính, có nghĩa là người biết sự không tạo tác. Akata là không làm, mà akatanyu là người biết sự không tạo tác. Người biết sự không tạo tác có nghĩa là người này đã là vô vi hả? Mà vô vi không tạo tác đó chính là Niết Bàn. Akatanyu không ca ta đã được làm nha, là biết rồi, người biết sự không tạo tác. Chá ở phía sau có nghĩa là và ha. Rồi câu số 2 bổ sung với câu thứ nhất để hai câu này ý nghĩa nó xúc tích với nhau. Câu số 2 San thích chê đồ chá vô na rồ. Chữ san thích chê đồ do hai từ cộng lại, san thí cộng với chê đồ. Chữ san thí đây là một danh từ nam tính, ý karan tap phong linh ga. San thí là sự tiếp nối, việc hệ lụy hay là xiềng xích, chữ san thí ha. Rồi chữ chê đô do căn ngữ chích, do từ chê đá ha. Chê đá là một danh từ nam tính, akran tắc phung linh ga. Chê đá là việc cắt đứt. Và chữ chê đá này làm chủ từ số ít, bà tham án e câu quá chân án việc phát tí, cho nên chê đá biến thành chê đồ. Hai chữ này để chung với nhau, sanh thích
chê đô, cắt đứt sự tiếp nối, cắt đứt mọi hệ lụy, cắt đứt mọi xiềng xích. Sanh thích chê đô, ai cha sanh thích chê đô, ai chữ cha là và, vô là người nào, vô là vị ấy, na rô là người nào. Những từ này học rồi dễ mà. Vậy thì câu 1, câu 2. Asattho akatanyu chasan thicche do chayo naro. Thêm câu thứ 3 này hả? Thêm câu thứ 3 nữa để bổ sung ý nghĩa cho nhau. Câu số 3. Hata waka so wanta so, hata waka so wanta so. Chữ hata waka so do hai từ cộng lại là hata cộng với awaka so. Ở đây chữ hata, đây là một dạng quá khứ phân từ do căn ngữ hành cộng với ta, có nghĩa là đã được tiêu diệt, đã được diệt trừ. Hata đã được tiêu diệt, đã được diệt trừ. Rồi awakaso, awakaso do cái từ awakasa. Awakasa là một danh từ nam tính, akrantapumlinga. Awakasa là cơ hội hay là duyên cớ, cơ hội hay là duyên cớ. Vậy thì hata wakaso có nghĩa là đã tiêu diệt duyên cớ, đã tiêu diệt cơ hội. Đã tiêu diệt duyên cớ, đã tiêu diệt cơ hội rồi. Hata wakaso. Rồi chữ sau cùng là wantaso. Chữ wantaso do từ wanta cộng với asa, wanta cộng với asa. Chữ wanta đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã từ bỏ. Wanta là đã từ bỏ. Rồi asa, asa do cái từ asa, asa là một danh từ nữ tính, akrantaithilinga. Asa có nghĩa là tham muốn, hy vọng, tham muốn, hy vọng, gọi tắt là tham vọng ha, cũng được. Vậy thì wantaso nó đứng làm chủ từ số ít ha, bathamang ekavachana vipatti. Wantaso việc đã, việc đã hưởng, việc đã buông bỏ niềm ước muốn, việc đã buông bỏ niềm ước muốn, việc đã buông bỏ tham vọng. Rồi như vậy thì có một câu, hai câu, ba, ba câu này lung tung quá, bây giờ đáp lại ha, để coi nó cô đọc như thế nào. Asattho akatanyu cha san thicche do cha yo na ro hata wakaso wantaso. Người nào không tà tính,
biết sự không tạo tác, cắt đứt sự tiếp nối, đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn. Ba câu này vô sung ý với nhau. Người nào không tà tín, biết sự không tạo tác, đó là niết bàn, cắt đứt sự tiếp nối, đó là sự tái sinh, đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2, câu 3 và câu 4 là câu cuối cùng để kết thúc này. Sāve uttamapuriṣo, sāve uttamapuriṣo. Vì sa là vị ấy ha. Chữ quê quả thật đúng vậy ha. Rồi uttamapuriṣo, uttama là cả cao quý nè, cao thượng. Puriṣo là con người, con người. Puriṣo hay là puriṣo cũng giống nhau, rồi chữ naro cũng giống nhau luôn ha. Tức là con người tối thượng. Sāve uttamapuriṣo, quả thật vì ấy là con người tối thượng. Uttama là tối thượng, puriṣo là con người. Rồi câu cuối cùng, Sāve uttamapuriṣo, chính vì ấy là con người tối thượng. Một sự kết thúc, ba câu trang, một câu rất là ngắn gọn, có ba từ. Sa là một, quê là hai, với tầm mắt Puriṣo là ba. Quả thật chính vì ấy là con người tối thượng. Rồi câu Phật ngôn 97 cho chúng ta ý nghĩa. Người nào không tà tín, biết sự không tạo tác, niết bàn, cắt đứt sự tiếp nối, tái sanh, đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn, chính vì ấy là con người tối thượng. Câu Phật ngôn 97. Người nào không tà tín, biết sự không tác, cắt đứt sự tiếp nối, đã tiêu diệt duyên cớ, đã buông bỏ niềm ước muốn, chính vì ấy là con người tối thượng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức của Tây Lục Bát thế này: chỉ tin giác ngộ chánh trí, chẳng tin ai khác, an vi tự lòng, cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng, hư không cũng tự. Lời dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức ha: chỉ tin giác ngộ chánh tri, chẳng tin ai khác, an vi tự lòng, cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng, hư không cũng tự. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu: không tin hiểu vì cắt đứt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Không tin hiểu vô vi, cắt đứt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Rồi alo, trong từ vựng có gì rắc rối không? Vì nào có thấy rắc rối trong từ vựng không? Không gây chứ hả? Rồi trước khi đi vào duyên sự, hôm nay Tết Tây Tây có điểm đặc biệt một chút.
là chúng ta tìm hiểu trước cái câu Phật ngôn này, để rồi vô duyên sự chúng ta thấy rằng sự hiểu biết của chúng ta có thích nghi với duyên sự hay không. Không tin hiểu vô vi, cắt đứt mọi hệ lụy, cơ hội tận xả ly, vì ấy thật tối thượng. Quý vị hiểu như thế nào? Alo, qua Tự Vân ha, và qua lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức, quý vị hiểu như thế nào? Không tin hiểu vô vi, thì Ngài Hòa Thượng Giới Đức nói rằng chỉ tin giác ngộ chánh tri. Chánh tri hay chánh trí? Chỉ tin giác ngộ chánh trí, chánh tri kiến cũng được. Chỉ tin giác ngộ chánh trí, chẳng tin ai khác, an vi tự lòng. Hai câu ha. Không tin hiểu vô vi, người cắt mọi hệ lụy. Rồi câu 3, cắt lìa hệ lụy trần hồng, xả ly tối thượng hư không cũng từ. Cơ hội tận xả ly, vị ấy thật tối thượng. Bây giờ quý vị hiểu như thế nào theo ý nghĩa tiếng Việt? Rồi Tự Vận thì quý vị cũng biết ý nghĩa của những từ đó đã làm sáng tỏ. Vì bây giờ quý vị hiểu trong cái lối dịch này, Ngài Hòa Thượng Minh Châu không tin hiểu vô vi. Không tin tức là asato, hiểu vô vi tức là akatanyu. Akatanyu, vô vi tức là không có tạo tác. Mà hiểu không tạo tác thì đó là cái gì? Không tin tức là tà kiến ha. Tà kiến. Hiểu vô vi tức là không tạo tác, mà không tạo tác đó chính là niết bàn. Không tạo tác có nghĩa là vắng lặng tịch tịnh ha. Vắng lặng tịch tịnh. Rồi câu số 2, người cắt mọi hệ lụy. Chỉ vô là người nào ha? Vô là vị ấy ha? Naro là người nào ha? Người nào hay là vị ấy cắt đứt mọi hệ lụy, tức là sanh thiết chê đồ. Vì sanh thiết có nghĩa là tiếp nối, vướng bận. Mà tiếp nối vướng bận ở đây là ám chỉ về sự tái sinh, đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, đi về từ chủng loại này đến chủng loại khác. Thì như vậy ở đây cái vấn đề tiếp nối đó tức là sự tái sinh. Anh kia vô vi là niết bàn ha. Ở đây là sự tái sinh, mà tái sinh đó, xiềng xích đó, hệ phược đó cắt đứt. Khi mà đã thấy niết bàn, hiểu niết bàn, đã thấy niết bàn ha, cắt đứt mọi cái hệ lụy, tức là vấn đề tái sinh. Mà cắt đứt ở đây có nghĩa là trách nhiệm bổn phận đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống đó. Phạm hạnh đã hoàn thành, thì cái vấn đề người mình đã nắm được cái trường hợp đó, đã biết được cái vấn đề đó, đó chính là những vị A-la-hán. Rồi thêm một cái bổ sung nữa là cơ hội tận xả ly. Cơ hội tận xả ly tức là mọi gì người nào không tài tín, biết sự không tạo tác, cắt đứt sự tiếp nối, đã tiêu diệt duyên cớ. Cơ hội tặng xả ly tức là đã tiêu diệt duyên cớ,
rồi buông bỏ những cái tham vọng, những ước muốn, thì vị đó chính là con người tối thượng. À, câu cuối cùng. Sāve uttamapu viso. Rồi, đó là trên cái vấn đề ý nghĩa tự vận là như vậy. Rồi, duyên sự sao? Alo, quý vị còn nghe không? À, ngủ với Trang rồi ha. Ô, sĩ thiên vũ còn nghe, sao thủ, sao thủ. Rồi, bây giờ tự vận ý nghĩa duyên sự của câu Phật ngôn 97. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì Ngài đã đề cập đến trưởng lão Sariputta. Trưởng lão Sariputta, cái gì? Nghe luôn cả tiếng gà gái nha. Rồi, gà gái không hay bằng cái duyên sự này đâu. Một ngày nọ, có 30 vị tỳ kheo tu hành phạm hạnh về pháp môn Đầu Đà ở trong rừng. Ba vị này về ý kiến bậc đạo sư, đến lễ Ngài và ngồi nép qua một bên. Đức Phật biết rõ những vị này có căn lành chứng đắc thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích, cho nên mới gọi Ngài Sariputta đến và hỏi về ngũ quyền. Ngũ quyền ở đây tức là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Đây gọi là ngũ quyền ha. Thì ở đây Đức Phật Ngài nhấn mạnh về tính quyền, tức là Sathinriya. Khi nhấn mạnh về cái niềm tin, về sức mạnh của tiếp là một cái thành phần, một cái yếu tố quan trọng để thành tựu cái pháp bất tử. Cho nên Đức Phật mới hỏi Ngài Sariputta: Này Sariputta, ngươi có đức tin không? Bởi vì tính quyền là yếu tố phát triển, gia tăng cái thành tựu pháp bất tử. Cho nên Ngài Sariputta mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, nói về tính quyền thì con không đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn, vân vân. Thật vậy, Bạch Ngài, về tính quyền thì những ai chưa biết, chưa nghe, chưa thấy, chưa làm cho thấu rõ, chưa tiếp xúc pháp bất tử trọn vẹn bằng cái trí tuệ, thì người đó phải đặt cái niềm tin nơi tha nhân, nơi tha lực, vân vân. Ngài Sariputta đã giải đáp 5 câu hỏi về ngũ quyền là những yếu tố để thành tựu pháp bất tử. Và nghe lời giải thích của Ngài Sariputta, các vị tỳ kheo hợp với nhau bàn tán. Ngài Sariputta đã giải đáp bằng những cái luận điệu sai lầm như thế là hôm nay Ngài đã hết tin nơi Đức Thiện Thể nữa rồi. Và khi nghe như vậy thì Đức Phật mới hỏi: Này các tỳ kheo, sao các ngươi lại nói như thế? Chính ta đã không làm cho phát triển ngũ quyền, không tăng trưởng chi về pháp chỉ quán, mà đã có thể làm cho thấu rõ các đạo. Và đáp lại câu hỏi: Này Sariputta, ngươi có đức tin không? Thầy ấy cũng làm cho thấu rõ cái đạo quả như thế, cho nên mới nói: Bạch Ngài, con không có đức tin nơi tha nhân. Thầy ấy không có đức tin nơi đạo quả hiện tại hoặc tương lai của ai cho hoặc là của ai làm giùm. Thầy ấy không có đức tin nơi cái chi và nhất là nơi cái hồng ân của chư Phật. Và thầy ấy tự mình chứng đắc các pháp thiền quán đạo quả, chứ không phải đặt niềm tin nơi những người khác. Bởi thế cho nên thầy ấy là người không thể chê trách được. Và
Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 97 này. Chúng ta đưa lên hồi xa thủ chích nghiêu quan. Á sát thù á ca tầm nhu chá sinh thích chê đồ chá dù ná rù há ta quá ca sô quanh ta sô xá huê út tâm áp bồ rí sô không tin hiểu vô vi người các mọi lụy cơ hội tặng xả ly vì ấy thật tối thượng. Khi mà câu Phật ngôn này chấm dứt thì 30 chứng quả A La Hán với tuệ phân tích. Thì trong duyên sự của câu Phật ngôn 97, chúng ta thấy rằng muôn độ người cao Phật khỏi cao, phàm phu nghe ngóng tựa chim bao, nghĩ rằng pháp chủ theo tà kiến, dám nói không tin Phật chút nào. Dưới thấp cần tin tưởng Phật đã, lên cao La Hán chỉ tin ta, tự mình thấu triệt luân hồi khổ, cởi bỏ 10 giây kiết sử ra. Như vậy thì câu Phật ngôn 97 đã kết thúc. Và chắc chắn thời kỳ của Đức Phật mà 30 thì câu còn nói rằng Ngài Sariputta là tà kiến, bởi vì không tin Phật. Mà không riêng cái vấn đề này, Ngài Sariputta còn bị chư tăng, nhất là phàm tăng cho rằng còn lễ lại coi như lục phương. Là trường hợp một buổi tối trước khi đi ngủ, Ngài Sariputta hay lại về hướng này, tối nay lại về hướng này, ngày mai lại về hướng khác, ngày mốt lại về hướng nọ. Chính vì lễ lại mà hàng đêm như vậy trước khi đi ngủ, mà chỉ tăng cho rằng Ngài Sariputta là một con người tà kiến, một cái người mà coi như có những hành động sai với giáo pháp, không tin vào đạo, vào quả, vào nhân, về quả vân vân. Nhưng mà không ai biết đâu, Ngài Xá Lợi Phất là một người rất là biết tri ân và báo ơn. Tri ân đến nỗi mà khi hiểu biết về giáo pháp, tức là được Ngài A Sa Tí làm cho sáng tỏ chân lý, tức là chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, thì Ngài Sariputta và Ngài Moggallana đã đến khuyên thầy của mình, tức là đạo sĩ Sañcajaya, hãy đi về với Đức Phật. Nhưng mà vị đạo sĩ đã từ chối. Rồi cũng nhờ Ngài Asati mà thánh quả Tu Đà Hoàn đã phát sanh lên với Ngài Sariputta và Ngài Moggallana. Và chính Ngài Asati là vị thầy đầu tiên của Ngài Sariputta thấy được sự thật, thấy được chân lý, thấy được con đường giác ngộ. Chính vì tri ân thầy của mình, cho nên mỗi đêm trước khi đi ngủ biết rằng Ngài Asati ở về hướng đông, thì Ngài Sariputta quay mặt về hướng đông lễ bái, đánh lễ Ngài Asati. Mặc dù bây giờ trên cái quả vị A-la-hán thì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Asati đồng đều nhau, nhưng mà bây giờ xét về tướng quân chánh pháp, thượng thủ thanh văn, thì Ngài Xá Lợi Phất trên cái quyền, cái chức, cái phẩm, cái địa vị, thì Ngài Xá Lợi Phất là một cái vị có thể thay thế Đức Phật thuyết giảng về giáo pháp, cho nên gọi là tướng quân chánh pháp. Nhưng mà luôn luôn tri ơn về thầy tổ,
À, tức là ngài Xá Lợi Phất mỗi đêm quỳ lại ngài A Sư Chí, dù ngài A Sư Chí ở hướng nào thì vẫn có một cái tâm tôn kính. Và chính cái sự tôn kính như vậy cho nên các vị tỳ khưu con phàm mới nói rằng ngài A Sư Chí là ngài Xá Lợi Phất là một cái vị mà tà kiến tà kiến Asakho, gọi là không tin, nghĩ bậy. À, không tin vào sự thật ha, mà tin vào những cái điều không đúng sự thật, gọi là tà tính Asatho. Thì hành động mà khi mà trả lời câu hỏi của Đức Phật á, thì ngài Asatthi, ngài Sariputta cũng không tin Đức Phật. Cho nên cái câu Phật ngôn này là một câu Phật ngôn mà chúng ta thấy hơi khó hiểu, Vậy thì quý vị hiểu như thế nào để đạo tràng cùng giải tỏa tại sao không tin là hiểu vô vi, cắt đứt mọi hệ lụy, rồi cơ hội tạm xả ly là sao? Rồi mời bàn tay của quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Có thời gian lần sau nóng máy con đọc. Bây giờ chưa nóng máy ha, cầm micro đi cho nóng máy không quan. Hôm nay ngày Tết vui như ba ngày Tết, cầm micro đi. Alo Huynh Quang ơi, vui như ba ngày Tết đi. Người ta bận rộn mà quên cô đây là một cái điều mà thấy rằng tuyệt vời. Có nghĩa sao? Một điều mà chúng tôi rất khâm phục quý vị trong đạo tràng này. Tết, vui như ba ngày Tết, bỏ hoàng phê, vô rung sinh hoạt. Rồi cũng có người Tết như thời dẹp, bỏ hoàng, đi tu thiền. Chính những cái vị trong room này đang coi như tu tập một cách rất là tuyệt vời. Cái điều đó là một cái điều mà xin lỗi, như Sư Kim nói này, chứ tăng mà vô trong room này mà còn phải núp lùm nữa. Cái điều này là quý vị thấy sự tu tập của quý vị là tuyệt vời quá đi. Tinh thần coi như là quá cao, mà làm mấy ông sư mà sợ đến nỗi không dám xuất hiện một cách danh chánh ngôn thuận mà núp lùm vô trong lùm. Rồi thời gian nữa sẽ có một cái vị tu nữ sẽ đến với đạo tràng và cũng có thể điền quyết, cũng có thể nhận một cái vai trò để mà truyền bá về giáo pháp. Tức là đem cái sự học hỏi của mình, đem cái kiến thức của mình để trao đổi cùng bà con. Tức là sẽ có một ngày để cho cái cô tu nữ đó đến với đạo tràng và chúng ta cùng học hỏi. Thì quý vị biết rằng thấu phòng cái gì? Quý vị biết rằng thời gian đã dài, tức là suốt một thời gian qua chúng ta toàn là nhắc đi nhắc lại, toàn là coi như ăn những cái món ăn tinh thần mà coi như nó quen thuộc quá. Bây giờ có một cái vị nào mới tới ha, thì quý vị thấy rằng thay đổi không khí ha, và làm cho sự sinh hoạt của chúng ta nó sẽ sinh động hơn, vui vẻ hơn ha. Alo, rồi bây giờ xin mời quý vị nhé. Tết rồi, còn để thời gian quý vị coi như vui vẻ như ba ngày Tết mà mới ngày đầu năm mà thấy buồn hiu như thế này, không có làm không khí sôi động. Cái hôm thì ở Việt Nam mặc dầu còn một tháng nữa mới tới Tết, nhưng Tết âm lịch, nhưng mà Tết Tây trời pháo bắn nổ đùng đùng là hôm cũng mất ngủ.
Bây giờ quý vị cho biết cái không khí Tết như thế nào qua câu phần ngôn này. Alo, đây, thời gian còn nhiều thì không ai đưa tay, khổ đấy. Mà khi mà sắp hết giờ thì đưa tay lia lịa làm rối đồ hình. Thôi bây giờ mời huynh đạo huynh đi. Dạ, một lần nữa kính đảnh lễ ban ngoại tam bảo, kính lễ sư trí đức, kính chào quý bà quý cô, quý vị huynh trưởng trong đạo tràng. Dạ, hôm nay là ngày đầu năm ha, mà cái đầu năm này rất là lạ. Dạ, là 1/1/22, tức là ngày 1/1/2022. Nó cũng có nghĩa là thôi mình nói cái gì 1/1/2 nhất giót khoát một lời. Dạ, đó là một cái tâm nguyện trong năm mới. Dạ, thì một lần nữa chúc sư với đạo tràng sức khỏe, thân tâm an lạc. Lâu lắm mới có cái duyên lành vào đạo tràng này, mà mỗi lần vào thì học hỏi rất là nhiều từ sư cho đến tới tất cả quý ông bà anh chị em. Dạ, cái câu này thì đạo huynh không có hiểu nhiều lắm đâu thưa sư. Dạ, nhưng mà lạm bạc như thế này, cái nước Việt Nam mình là nước tam giáo. Dạ, Phật, Khổng Lão nó quyện, nó trà trộn với nhau, nó trở thành một cái hệ thống triết học của Đông Phương mình. Như là Khổng Tử thì cả một đời đi chu du thiên hạ, làm hết cái này tới cái kia, hết gặp tới ông vua này tới gặp ông vua kia, thuyết phục. Người ta kêu là ông đi du thuyết. Mà cuối cùng ông vua nào chịu nghe lời hết trơn. Trời, thành tử cuối cùng ngày về là mở trường học, đem cái thuyết của Khổng giáo để mà coi như là để mà tìm cách vãn hồi cái trật tự trong cái xã hội này. Tại cái xã hội thời Khổng Tử là cái thời Xuân Thu nó hỗn loạn, ta thử là cái nền tảng của Nho giáo nó cũng đi, nó cũng len lỏi đi vào Phật giáo và Lão giáo. Thì cái thuyết của ông Lão Tử là ông nói là ông đi chu du, ông làm cuối cùng cũng trả được gì. Thì ông đưa ra cái thuyết là thuyết vô vi, tức là vô vi dĩ vô vi trị, tức là không làm gì thì cái xã hội nó tự trở thành ổn định, chứ không cần phải làm gì hết. Thì trở về cái quan điểm của Phật giáo mình, cái sự vô vi là một cái cảnh giới, theo chúng tôi biết là một cảnh giới rất là cảnh giới thượng thừa, tức là mình để cái thân tâm mình nó an lạc. Yeah, không có cố gắng, không có tác ý, không có làm bất cứ gì hết. Yeah, cái vô vi đây là cái trạng thái cơ thể này đã ung dung tự tại. Yeah, mà trên đời này mà dễ ai mấy ai mà đạt tới cái cảnh giới vô vi ạ. Yeah, thành thử là theo chúng tôi hiểu vô vi đây là cái cảnh giới buông bỏ. Yeah, buông bỏ, không có chấp. Yeah, không có phóng dật, không có tác ý, không có tham muốn, không để cho cái tham sân si nó lôi mình đi. Yeah, mình cứ an nhiên, mình cứ quan sát thôi, không có để dính mắc. Yeah, thì đó thưa sư, trình độ của con về Phật học là rất là dở, thành thử là nghĩ sao nói vậy. Yeah, thì con có ít nhiều lời đó. Yeah, nếu mà còn thì giờ thì xin mời quý vị tiếp. Yeah, chắc có lẽ Xích Kim là cũng giỏi lắm. Yeah, Kim là lâu lắm không gặp Xích Kim, mà nay thấy Xích Kim là tụng kinh cũng hay mà kệ cũng hay nữa. Yeah, thì nếu được thì có thể mời Xích Kim hoặc là một vị nào khác lên để mà chia sẻ đầu năm cho cái không khí Tết nó Tết Tây nó thêm vui nhộn, và để chúng ta có dịp học hỏi lẫn nhau. Yeah, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con xin kính chào sư chế đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư cứ nói Tết hoài, bên đây cái con có Tết gì đâu, vẫn còn ngày cuối năm, ngày 31/2/2021 đấy sư. Mà con Tết nhất cái gì con thấy giống nhau, ngày nào cũng ăn ngủ giống vậy hết trơn à.
con bình thường thôi, không tết nít gì hết á. Dạ, trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ thì giờ dạy cho chúng con đọc cách đọc của bài kinh Thấp Cú này, cũng như là nói về tích sự mà nãy sư nói cái nửa bài, sư cái con buồn ngủ, con ngủ tiêu hồi cái sư kêu con mới dậy, con xin sám hối. Dạ, con cũng xin cảm ơn cái ông đạo huynh đó, ổng mời con, thật ra con cũng muốn lên nhưng mà tại ổng mời thì con lên, con nói cho ổng biết này, ông đạo huynh ơi, tôi chả biết Khổng Tử, Lão Tử là cái gì hết. Tôi không có để ở thông mà nghe mấy cái đó. Tôi chỉ nghe nói, nhưng mà tôi nghe ta nói Lão Tử á, tức là già là phải chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chẳng hạn người nào bệnh tham một cái gì đó thì họ bệnh á, rồi họ mới chết, thì người ta mới nói à, tại cái người đó nó bệnh vậy đó, thì nó mới lâu lắm rồi, nó không chịu chữa không được hay gì đó, thì giờ nó bệnh rồi nó chết. Đó là bệnh thường đẹp phải có lý do này, người ta nói chết. Còn lão tử, lão tức già, lão tức là già cả, tử là chết, tức là già rồi phải chết rồi, đâu có ai mà sống hoài đâu, sống thành tinh hay gì. Còn Khổng Tử à, Khổng Tử hả, ổng nói nhiều, ổng làm hay lắm, nhưng mà ổng gặp đứa con nít hỏi ổng mấy câu hỏi, ổng đâu trả lời được đâu. Hỏi ổng, ổng nói chuyện trên trời nhiều quá, nó hỏi ổng ở thế gian này, ở trên trời có bao nhiêu vì sao, ổng đâu biết đâu. Rồi ổng nói thôi mày đừng nói trên trời sao đó, mày nói dưới đất đi, nói dưới đất này có bao nhiêu ngôi nhà, ổng có biết không? Ổng không biết. Bây giờ nó nói thôi giờ nói tại ổng hả, giờ hỏi ổng thì trên cái mặt của ổng á, lông mày ổng có bao nhiêu cái gì, ổng cũng không biết đâu. Thành ra Khổng Tử theo tôi biết là Khổng Tử là chết ha, khổng có nghĩa là khi không chết thì tức là chết bất kỳ tử đó. Nhưng theo tôi biết đối với ông Khổng Tử này, thằng nho giáo khổng láo đạo giáo gì toàn tào lao thiên địa hết, tại vì về lão giáo cho đầu vui, chứ là không có chứ là không cái lời vô vi, chứ là theo lão tử là đi chu vô khắp hạ, đi vòng vòng vậy chơi chứ không giúp đời. Còn khổng giáo thì hay nho giáo đấy, phải xích ra đời này để mà hành đạo chẳng hạn như vậy. Nhưng tôi thấy những chủ thuyết của ổng chỉ là bảo vệ cho một số người lớn như là vua chúa, tức là cái giờ vua nôi thì vua chết thì thằng phải chết. Trời ơi, vua mà ngon lành chịu chơi thì mới chết với vua chứ, vua mà hôn quân vô đạo chết thì ổng làm gì, ngu chết dịch luôn vậy. Không có thích cái đó. Đối với tôi bây giờ khổng lao khổng tử lão tử giá như là tào lao thiên địa hết, không có điều mê tín dị đoan theo một cái chủ thuyết mà họ tưởng tượng, họ nghĩ ra là phải có mỗi người đều có một cái nghiệp, cái duyên, cái là con vua thì con có vua thì sinh ra cũng làm vua, đâu có điều đó đã sai rồi, không có đúng. Lão giáo thì cũng vậy thôi, cũng tào lao thiên địa hết, không có gì hay hết. Theo ý kiến của tôi chỉ có Phật giáo là đúng thôi, tại ngài không có là một giáo chủ gì hết, ngài chỉ con đường của ngài thôi. Nếu mà thích thì đi thì được giải thoát, không thích thì luân hồi tiếp diễn vậy thôi. Nói quan câu tại vì huynh, ông đạo huynh này ổng vô trong đạo tràng này ổng nói gì khổng giáo tử giáo gì á, cái đó là không có đúng. Ở đây cái kiên về Phật giáo, thành ra không có nói Phật giáo không bao giờ rời thế gian giáo hết, thế gian giới hết. Thành ra Đức Phật xuất hiện ở trong cõi đời này, ngài chỉ có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất chỉ cho cái sự khổ ở trong thế gian này, và mục đích thứ hai tối thượng của ngài là chỉ làm cách nào để thoát khỏi cái sự khổ đó mà thôi. Còn mấy cái kia là tào lao thiên địa hết, không cần phải học, nhớ làm chi cho nó chắc cái óc đi, mệt dữ lắm. Và con quay về cái câu kinh Pháp Cú số 97 này, cái này là phẩm A La Hán, dĩ nhiên nó rất là cao siêu, rất là không thể nào mà hiểu được cái người bình thường mà không có học giáo pháp đọc cái này, giống như là nước đổ bao nhiêu như rớt ra bấy nhiêu, như là nước đổ lá môn vậy, không có hiểu hiểu nổi hết. Nhưng theo chỉ là không tin, Đức Phật hỏi ngài Sariputta có tin không, không tin sao kỳ ta. Thật ra cái lòng tin hay cái tính là cái chữ sắc sắc thá sắc
khô đó, thì chữ tính nó con người Phật tử lúc đầu mà bước vô để mà tu, để học hỏi những giáo pháp của Ngài trước hết thì có lòng tin. Phải tỏ lòng tin là lòng tin cái giáo pháp của Ngài là tối thượng, là đúng, không có gì sai hết. Có tin như vậy thì mới bắt đầu để mà làm những chuyện khác. Không tin thì không làm được. Nhưng tại sao ở đây mà không tin mà lại hiểu vô vi? Tại vì Đức Phật đã nói rồi, khi mà đã giác ngộ rồi thì những giáo pháp của Ngài đã dạy hay là cái gì, dục bỏ nó hết đi, không có nắm nó giữ. Giống như là mình đã có một con thuyền, mình đi qua con sông, cứ qua bờ bên kia. Mình qua bên sông rồi mình giác theo cái thuyền để làm gì trời? Để nó đi, bỏ hết, vũ bỏ hết, tức là không có cần nữa. Tất cả đều giải thoát hết. Tức là các vị A-la-hán khi mà đã làm cái gì, việc đã xong rồi, những việc cần làm đã làm, tâm không còn dính bận nữa, các ngài xả ly hết, không có để cơ hội nào đấy đó, cắt đứt hết, cắt mọi hệ lụy, không có con cái, cha, vợ, chồng gì, không tài sản, không gì hết, bẻ gãy hết cái cột kèo hết, không có biêu ấp lợi một cái cuộc luân hồi nào hết. Ngày kiếp này là kiếp cuối cùng, các ngài đã đi và không bao giờ trở lại trong giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ngài biến đi hết là vô vi. Thì câu cái này là đúng, cái hiểu là giống như vậy. Còn Khổng Lao lão giáo gì đó, trời mệt quá ha, nghe mấy cái đó thì khổng thì không, cái chết nhất là khổng tử đó, còn lão tử già chết là đúng rồi. Thì con chỉ chia sẻ như vậy một chút vậy thôi. Con bữa nay con mới đi chợ về đó, để mà một hai ngày nữa cần cái gì thì không có, giờ con có chút chuyện á con đi. Là con phải đi, mấy bữa kia trời mưa quá, bữa nay bớt mưa rồi, con phải đi mua đồ một chút á. Cái thật ra nhà con cũng bình thường thôi, không có ăn uống gì hết, bình thường, tất cả mọi ngày đều bình thường hết. Và con chỉ chia sẻ lại một chút vậy đó thôi. Sư ở bên con vẫn bữa nay là gọi là nuôi dê y, tức là chưa có đóng đâu, tết tay cũng vậy thôi. Với chính quyền này á, nó cứ cấm cửa, nó kiếm chuyện, nó cấm cửa để nó ăn gian lận cái gì không biết nữa. Thì thấy bình thường thôi. Thường là tối 31 thì người ta bắn pháo bông dùm lum đó, nhưng mà chắc năm nay chắc không có nhiều đâu. Mình con thấy tất cả mọi bình thường thôi, không có gì ấy nữa. Nhưng mà bên đây vừa Tết vậy hết, vẫn còn ngày là 31 tháng 12, ngày cuối năm thôi, chưa có một tay hai tay gì hết. Dạ con, thành ra con với con Tết hay gì con cũng tỉnh bơ, không có treo đèn kết hoa, nhà con bình thường, tất cả mọi việc đều bình thường hết. Con không có gì thay đổi hết. Chỉ biết rằng mình già đi một ngày nữa, và sau một năm mình sẽ được thêm một tuổi nữa vậy thôi. Dạ con hết rồi đấy sư. Con có điều gì nói mà cái gì sai sót, xin các sư, các cô tư nữ và quý gia chỉ bảo. Và con xin trả máy lời. Và con chúc cho quý vị một năm mới được vui vẻ, thân tâm thường an lạc, đừng có muốn nhiều quá, chỉ cần thôi, cái gì mình cần thì dùng thôi, muốn nhiều quá khổ lắm đó. Dạ con xin trả mắt lại, trả mít lại ạ. À, xà thủ xà thủ sư Kim, huynh đạo huynh, mỗi người một vẻ ha. Có phải con có pháo bông chứ? Tối nay con có nè. Chắc lên đó là ở Mỹ ha. Còn Việt Nam hồi hôm đã bắn rồi. Câu Phật ngôn 97 là một trong các phẩm là hạng quá cao siêu đối với chúng ta. Câu Phật ngôn này đối với chúng ta không thể đưa tay vói tới. Thì thôi, chúng ta để hoàng bên đi ha, để hoàng bên. Bởi vì những cái lời Phật dạy là cũng tùy câu để chúng ta áp dụng. Còn đối với câu Phật ngôn này thì chúng ta hãy biết hiện giờ ở Việt Nam, như huynh đạo huynh nói, 1122. Tại sao 1122? Là một tây này, tháng 1 này, rồi năm 22, tức là 2022, nó là 1122. Đó là một cái điều mà huynh đạo huynh cũng đưa ra cho chúng ta thấy. Cái gì phải dứt khoát, dứt khoát cái ý là 1122,
Nếu mà nó một là một, mà nó hai là hai, à, tức là chúng ta phải có một cái lập trường, phải là không có tà tính, không có tà tính, cái nghĩa là tin tưởng nhất quyết cái gì rõ ràng chính xác mà ám chỉ về người ngũ quyền. Nhưng mà cái chuyện đó để mình bên. Còn bây giờ là cái thời gian mà chúng ta sống trong hiện tại, à, trong hiện tại thì huynh đạo huynh có đưa ra cái vấn đề Việt Nam chúng ta tiếp xúc với nền văn hóa của Trung Quốc, trên đây mới có nè đạo Nho nè, à, tức là có Khổng Tử và Lão Tử, à, Khổng Tử thì nhập thế, à, tức là trì, à, cái là tu thân trì, à, tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó là cái vấn đề nhập thế của Khổng Tử, tức là muốn cho con người của chúng ta cho nên làm con người hữu dụng đối với gia đình, đối với tổ quốc. Nhưng mà còn đối với Lão Tử thì ngài chủ trương là vô vi, mà vô vi của Lão Tử tức là tu tiên chứ không phải tu thầy Phật, à, tu tiên. Thì như vậy một bên nhập thế, một bên xuất thế, à, theo đạo Khổng và đạo Lão, còn riêng đạo Phật của chúng ta là trung dung ở giữa. Ở giữa nói lên 38 điều hạnh phúc, à, một người cư sĩ cũng có thể chứng đắc thành một vị thánh, đó là một điều tuyệt vời. À, con đường trung đạo không có nhập thế mà không có xuất thế, mà làm tròn bổn phận của một con người, có nghĩa là tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đạo làm người. Đạo làm người tức là đối với cha mẹ anh em chồng vợ, à, trong gia đình, à, trước tiên là phải tu thân, à, tức là đối với gia đình là một cái nơi mà nhất tu tại gia, sau mới tu chợ, rồi sau nữa mới tu chùa. Nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba là, đó là một cái vấn đề mà trong 38 điều hạnh phúc cho chúng ta thấy rõ ràng. Không phải là nhập thế như là Khổng Tử, không phải là xuất thế như là Lão Tử, mà đạo Phật là một cái đạo trung dung, à, là một trung đạo rất là dễ tu. Vậy thì câu Phật ngôn 97 này, à, đối với các vị A-la-hán quá cao siêu, thì bây giờ chúng ta hãy nói cái vấn đề hiện giờ đối với ngày Tết. Như huynh đạo huynh đó, một ngày 1 tháng 1, à, năm 22, chúng ta đang ngồi đây để làm cái gì? Alo, đó là cái điểm mà thời gian chúng ta thấy rằng chỉ còn có 18 phút. 18 phút này chúng ta ngồi đây để làm gì? Khi mà một cái hội chúng thế này thì không thể chúng ta giống như câu Phật ngôn 97 lễ im lặng của Bậc Thánh. Câu này là cái câu mà để các vị A-la-hán để gọi là vô vi, chắc đứt mọi hệ lụy, đã xả ly mọi cái chấp thủ, mọi cái nguyên nhân để đi tái sanh. À, thì bây giờ cái câu Phật ngôn này để qua một bên, chúng ta đang làm cái gì ở đây? Cái điều đó là thiết thực, bởi vì hai vấn đề, một là nói, hai là im lặng. Mà im lặng của Bậc Thánh thì quý vị có phải những vị thánh hay không? Không phải những vị thánh thì bây giờ quý vị phải nói lên cái quan điểm của mình trong cái sự tu tập thôi. À, cuối năm cũng như đầu năm, à, mời huynh Giang Nhật Hà, huynh đạo huynh đã nói rồi, bây giờ còn huynh Giang Nhật Hà, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Rồi huynh Giang Nhật Hà có ý kiến gì? Alo,
Rồi, mời Vinh nha. Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Sư, cái câu này thì duyên sự Sư cũng đã giảng rồi. Con thì con cũng nghe thôi. Sư nói chia sẻ cái quan điểm thì cô Kim với lại huynh đạo huynh thì mỗi người cũng có những cái quan điểm rất là hay. Riêng con thì con thích cái chữ sát thô là cái niềm tin. Thì nó bao gồm cái niềm tin Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thì cũng như con nghe thường sư hay giảng về chư Phật á, thì thường có những cái hạnh về niềm tin, tinh tấn và trí tuệ. Đó là ba cái con đường chính để đưa mình đi lên. Thì con rất thích cái chữ sát thô, cái niềm tin. Tại vì phải có cái niềm tin thì bây giờ mình mới ngồi đây. Tuy là mỗi người mỗi nơi, những cái múi giờ khác nhau, ở Úc, ở Mỹ, ở Việt Nam, có nơi thì đã bước sang năm mới 2022 rồi, có nơi thì cũng chuẩn bị cái thời khắc giao thừa. Tuy là nó là cái Tết Tây, nhưng mà mình ở đâu thì mình cũng theo cái phong tục và tập quán ở đó. Cho nên tuy là Tết Tây nhưng mà cũng là cái mùa lễ, được nghỉ, con cái được nghỉ học, rồi gia đình cũng có những cái ngày nghỉ để tề tựu gặp mặt với nhau. Thì con cũng xin một phút này xin tri ân đến sư và quý cô, quý hộ pháp admin của room đã bỏ thời gian để mở room giảng dạy, truyền giới, tạo điều kiện cho Phật tử chúng con ở khắp nơi có một cái room để có thể tham gia học pháp, hành pháp. Con cũng xin chúc sư và toàn thể đạo tràng luôn được năm 2022 này có được sắc tốt, sức mạnh, sống lâu và an lành. Thì con cũng thích nhất là hai cái chữ an lành, mình cần nhất trong cái thời điểm hiện tại trên khắp nơi trong lúc này, trong cái mùa đại dịch này. Thì một lần nữa con kính chúc sư và toàn thể quý hộ pháp năm mới 2022 thật là an lành. Dạ, con chỉ có một vài điều như vậy thôi. Con xin mời quý vị trong đạo tràng cho thêm ý kiến, hay là con xin mời sư có thể cầm mic để giảng dạy thêm cho tụi con. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con xin dâng mic tới sư ạ. Alo, 123, 123, xa thú, Vinh Giang Nhật Hà, công nhận, Vinh Giang Nhật Hà cũng ăn nói lưu loát ha, chúc Tết lần này kia, thấy tuyệt vời. Một cái điều mà chúng tôi rất là khâm phục quý vị trong room này, tức là dù cái bận rộn như thế nào của thế sự, mặc dù đó là ngày Tết,
nhưng mà tinh thần tu học của quý vị rất là cao. Chính cái vấn đề tu học của quý vị cao, cho nên cá nhân của chúng tôi cũng phải cố gắng để khỏi phụ lòng quý vị. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2022, nhưng mà âm lịch đó là ngày 29, mà ngày 29 là cái ngày mà coi như một cái khóa tu mà truyền thống của chùa Ngọc Đạt. Hôm nay quý vị trong room này cũng có mặt ở tại chùa chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng hơi bận rộn và cố gắng như thế nào để khỏi phụ lòng quý vị. Mà chúng tôi cũng không có đưa ra một cái tiêu đề là một ngày an lạc, một ngày tu tích cực hoặc là thế này thế kia, mà chúng tôi chỉ lấy cái từ một ngày ở chùa. Một ngày ở chùa, nhưng mà trải qua thời gian cũng 30 mấy lần hay là gần 40 mấy lần rồi. Một ngày thôi mà cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần nè. Thì quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi biết bây giờ đương bị phân tâm chuẩn bị tiếp đón hôm nay bà con đến, rồi có vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi hay không, hay là tới để rồi nó ô cái chùa, nên là coi như không có chu toàn, cái chùa không có được coi như sạch sẽ, hoặc là không có tiếp đón, hoặc là để giao tiếp, rồi trên cái vấn đề mà coi như nói chung là như thế nào để bà con coi như đến chùa và cảm thấy rằng có sự an lạc, và nhất là cái niềm tin như huynh dạy thể hiện như thế nào khi đến với một cái cảnh đó, để họ cảm nhận nơi đây niềm tĩnh lạc, êm ấm cảnh thiền gia, mây trắng bay về núi, sân chùa gió thoảng qua. Mà nếu được như vậy thì người ta mới cảm thấy rằng đời máu lệ tràn đầy trên khóe mắt, thì ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Họ đến chùa họ cảm thấy an lạc, thì người ta đến chùa mới có một cái kết quả. Chứ còn đa số thì như ngài Liệu Tông nói, tới chùa chỉ biết cầu an cầu siêu, nhất nhật tại chùa hả, thiên thu tại chợ hả, nhất nhật tại chùa thiên thu tại chợ. Cái này chỉ có huynh Giang Nhật Hải nói chứ không có ai nói. Một ngày ở chùa là ngàn năm ở ngoài chợ, dữ ha, ghê thiệt. Rồi bây giờ thời gian cũng còn mà, còn 8 phút nữa. Tết nhất thì quý vị phải vui vẻ chứ, sao mà hôm nay quý vị buồn hiu vậy? Hay là sợ dịch quá rồi không dám nói hả? Thôi mời huynh Quang đi. Alo, huynh Đạo Huynh rồi nè, huynh Như Nhật Hà rồi nè, bây giờ còn huynh Quang. Alo, vui như ba ngày Tết đi, huynh Quang ơi. Rồi, bỏ của chạy lên người rồi. Huynh Quang chậm quá, thôi mời Sĩ Thiện Vũ nè. Sĩ Thiện Vũ có ý kiến thế nào trong ba ngày Tết nè? Lái xe hả? Rồi, mời Sĩ Thiện Vũ. Con xin kính bạch đệ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ thưa sư, sư nhắc bọn con hôm nay là ngày Tết. Con trước khi buổi học hôm nay cũng dẫn giống như rất nhiều ngày trước là buổi học, con thấy con rất là xúc động. Tại vì cũng gần tròn 2 năm rồi, dịch toàn thế giới mà nước Mỹ là nơi bị nặng nhất,
rồi bao nhiêu chiến tranh, thiên tai, nhân họa mà riêng bản thân con vẫn có đủ cái duyên để hàng ngày được học pháp, được nghe sư dạy dỗ. Con xúc động lắm. Thì con thấy đúng như Vinh Giang Nhật Hạ nói đó. Con rất tri ân sư đã mở cái room này duy trì hơn 13 năm cùng với các quý vị sư. Rồi con cũng rất cảm ơn các admin đã giúp đỡ được cho cái room hoạt động để mà những Phật tử như chúng con được theo học. Con biết đấy là may mắn lắm. Con thế rồi tự nhiên khi mà nhìn lên lịch, con thấy ngày, con biết ở bên Việt Nam là ngày 29. Con cũng nhớ đó là cái ngày, một ngày tu ở chùa Ngọc Đạt. Và tự con cũng thầm nguyện là kính chúc sư cùng quý Phật tử ở chùa Ngọc Đạt có được một cái ngày thật là an lạc tại chùa. Dạ, thưa sư, con chỉ biết nói là con rất tri ân sư, con tri ân quý sư, con tri ân quý vị đã giúp sư duy trì cái room này để riêng bản thân con được có duyên tu học. Dạ, con xin kính tri ân sư, con kính tri ân sư nhiều lắm. Dạ, con xin hết ạ. Battery, please charge. Sa thù, xích thiền vũ. Alo, quý vị còn nghe hả? Trong room này, xích thiền vũ là người đến sau. Nhưng mà chúng tôi thấy sự tiến bộ của xích thiền vũ trên vấn đề học tập. Và đó cũng là một cái điều mà khích lệ chúng tôi. Bởi vì sự nhiệt tình của quý vị đã làm cho chúng tôi phải thể hiện như thế nào tỏ ra xứng đáng. Mà trong này Sĩ Thiền Vũ là người đến sau. Nhỏ mà có võ, đúng rồi, đến sau. Nhưng mà trong tất cả các môn học, Sĩ Thiền Vũ đều tiến bộ, rất là tiến bộ. Và đó là một điều chúng tôi thấy rằng tâm trạng của chúng tôi vui như ba ngày Tết trong cái dịp này đối với Sĩ Thiền Vũ. Rồi, rất là hoan nghỉ. Rồi, thời gian còn lại không bao nhiêu, mời Sĩ Niệm Từ. Alo, Sĩ Niệm Từ có công nhận rằng Sĩ Thiền Vũ giỏi không? Rồi, mời bàn tay Sĩ Niệm Từ. Ba ngày Tết, nhất là ngày mùng 1 ha, Sĩ Niệm Từ có vui vẻ như ba ngày Tết hay không? Xin mời. Alo, Sĩ Niệm Từ đâu rồi? Sĩ Niệm Từ hôm nay là mời Sĩ Thi An Lạc nha. Lâu quá không nghe giọng nói của Sĩ Thi An Lạc. Rồi xong ngay. Như vậy là Sĩ Kim thấy quý vị này có mặt nhưng mà vẫn núp lùm nghe. Không đưa tay là núp lùm á. Rồi nói chung năm nay quý vị rất là tiến bộ trong cái sự tu tập. Sự thành công của quý vị đó là một điều khích lệ chúng tôi. Và chúng tôi càng cố gắng thêm để tỏ ra là xứng đáng. Chứ còn không thì quý vị nghĩ rằng đến với đạo tràng mà chán quá thì như vậy thì chúng ta thấy rằng không có tiến bộ. Nhưng mà sự tiến bộ của quý vị đã làm cho chúng tôi coi như phải cố gắng thêm nữa. Và nhất là sang năm phải mạnh dạn, phải vươn lên giống như năm Nhâm Dần, tức là một con cọp sẽ rống lên một cái tiếng trống hoặc là làm chúa cả sơn lâm. Như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng con cọp
nó mạnh hơn con trâu. Con trâu suốt một năm chúng ta đi cài, nhưng mà rồi bị dịch nữa, rất là đau khổ. Và năm nhâm dần chắc chắn rằng cái vấn đề mà phá lá, tức là sức mạnh của chúng ta sẽ mạnh như cọp, sẽ làm chủ tình hình, chúa rừng xanh ha. Và chúng ta có thể làm chủ đó chính bản thân của mình về sức khỏe. Rồi thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha, với câu Phật ngôn 97 này là một bài học để chúng ta khẳng định lại cái niềm tin chỉ sát tha ha. Bởi vì khi chúng ta có một cái niềm tin chân chánh thì chúng ta mới cải chánh được tri kiến, và khi cải chánh tri kiến thì chúng ta có được một hướng đi, một việc tu tập tốt đẹp hơn. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để từ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh cố thí và thâm thiền chuyển qua lục vô biên, chỉ toàn giác độc giác và kinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo lan truyền được an lành tịnh lạc. Xin phép quý vị luôn ha, bởi vì sinh nhật Quỳnh cũng bận rồi, vị thông cảm nha. Rồi gặp vào quý vị vào ngày mai, ngày mùng 2 Tết. Chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá.